Đây, trời ơi đã quá các bạn ơi. Là chấm siêu cay của mình đây. Này là những gương mặt thân quen. Hello. Giờ lúc đầu là mình ăn thôi. Thôi các bạn ăn luôn nha. Xuống anh ơi. Chắc được mà. Đây. Này là mình được khẩu phần mỗi người một con nha mọi người. Một xíu gà. Một nước mắm vào chén nào. Lý Hồng được lấy chén. Cho thêm. Hả? Đây. Đây. Xin mời. Mời mọi người nghe. Nguyên cái đùi luôn. Nguyên quá cái đùi. Đó. Chấm đi. Chấm của mình siêu cay. Thịt hơi bị dai mọi người. Để chút dưa mà. Để mình luôn nha. Chấm mà, chấm sâu nha. Trời ơi, anh để nguyên con vô chén luôn. Ngon lắm các bạn. Tuyệt vời. Trời ơi, ở cái cay. Wow. Mấy chấm này. Chết rồi, chết rồi. Cay lắm luôn. Cay mới ngon. Được cái đồ gai. Nguyên con luôn. Được rồi, cái đùi thôi. Lấy. Cay quá. Mình tiếp cái đùi nữa nha mọi người. Chào các bạn nha, chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê của bọn mình. Bữa nay mình có mấy con chuột, chuột dừa nha các bạn. Đây con này nó nằm trong cái lồng đây, còn đây là mấy anh em mình bắt cũng mấy ngày ạ. Mình đi gặp chuột. Mình tính hôm nay là mình lên lò nướng. Giờ là mình sẽ thịt nó để mà mình nướng. Đây, cái lò nướng này mình mấy anh em mình mới vừa làm xong các bạn, xe này chắc cũng được 2-3 ngày rồi. Một chút nữa là mình sẽ nướng nó trong cái lò đó đó. Này, con chuột của mình đã mần xong ở đây nè các bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình thui nó. Đây mình có con số con này là mình thui thử đi, mình nướng cái ngon không, còn có chừa lại mấy con màu trắng. Để mình coi cái mình nướng cái nào ngon hơn. Mình chiến sao mình có kinh nghiệm. Đầu giờ mình bắt đầu mình đi ướp nó. Đây, mình có núm mèo. Giờ mình sẽ sắc núm mèo cái đằng mình dồn vô cái bụng con chuột để mình nướng. Mình thử mình dồn núm mèo cho nó ăn nó. Này mình dồn núm mèo vô cái bụng con chuột mình nướng thử coi. Cái món này cái ngon dữ không? Này. Mình cũng chuẩn bị nhiều lắm này, rau sống nè. Mới đi chợ. Đủ các loại rau luôn. Và cái khóm nữa nè. Ôi dạ con nhà ba muốn để vô luôn trời. Một bịch ớt siêu cay. Đội mình là chuyên gia ăn nước mắm siêu cay mà. Hôm nay mình lại được đầu bếp nữa nha mọi người. Đầu bếp này chuyên nghiệp. Sắc lia lịa luôn. Mình
mình là nhỏ tuổi nhất trong tên. Là mình phải nấu nướng nha mọi người. Mà có chút vậy mà trời muốn tối rồi. 5 giờ rồi. Mình nướng nữa chắc tối nữa. Trong hội của mình ăn toàn là buổi tối không à. Buổi tối xem mấy cơm đầy đủ về chứ. Này sắc xả ướp vô đó luôn hay gì? Dạ. Dạ vô luôn. Mua có 5.000 ớt mà bịch ớt thối thần. Mấy trái? 2-3 trái gì được rồi. Siêu cay. Cay là mình không sợ rồi. Sợ là em không nổi rồi. Sợ ớt thì giờ tỏi. Ớt cũng đủ vị hết ha. Này là bao thơm. Mà không biết có ngon không ơi. Cái này đầu bếp này mà làm dở là phạt nha. À không, làm dở thì mai làm lại cái món khác. Ừ. Tương nha mọi người. Mình nướng tương hột. Tương hột. Vô luôn. Ủa cái này hồi mình dồn cái tôm ở ngoài đổ tương hết ở ngoài sao ta thấm ở ngoài. Con nha. Cỡ nào nó cũng còn chứ không phải nó hết luôn. Ngủ gì vậy? Sao 2-3 loại ra chưa đặt hết gì vậy? Mình vô nguyên bịch luôn. Hấp dẫn chưa? Dặn xíu bột ngọt nữa được rồi. Dặn xíu bột ngọt xong rồi. Chứ tương nó mặn mà vô nhiều quá hồi mặn chát là hết ăn luôn. Quá thơm luôn, ngũ vị đồ vô nữa thơm quá. Giờ đầu bếp này cho thêm nước tương vô nữa. Không biết mặn không mà xịt quá trời xịt. Rồi. Làm sao nữa, hồi mặn quá tớ không biết sao luôn nha. Hồi mình nấu cơm đồ ăn nữa chứ để mặn quá ăn được. Đâu vậy? Đâu vậy? Rồi. Giờ mình đưa vô nước xong rồi hỏi cái đầu cái nó thấm cái mình dồn vô hả? Ừ. Quá luôn, hấp dẫn luôn các bạn ơi. Rồi. Giờ mình bắt đầu cà phao nha mọi người. Chụp mình thui như vàng ươm coi, hấp dẫn quá. Bữa nay ngon hay không là nhờ bạn thêm mình chế biến á. Mới thấy là thấy nó cũng hơi hấp dẫn rồi đó mình.
quan trọng là có vừa miệng hay không. Không sao đâu, chắc ngon mà. Bay mùi này chắc không mặn đâu. Cũng hy vọng là nó sẽ như vậy. Quá đã luôn. Mình trộn lên cho nó thấm đều với một tí nữa cái mình chuẩn bị cho nó thấm đều xong cái mình dồn qua cái núm núm mèo ở ngoài dồn cho cái bụng đó nha mọi người, để mình nướng rồi đừng cho nó thấm cái gia vị của mình vô cái mình của con chuột luôn. Giờ là mình để khoảng 15 phút nữa thấm gia vị cái mình dồn đúng dựng chuột vào đầu và mình nướng thôi. Giờ mình thì tới công đoạn của mình là lặt rau. Mình không biết nấu nướng, không biết chế biến thì mình chỉ lặt rau thôi chứ biết sao vậy. Rau mua buổi chiều mà nó cũng tươi ngon. Ba đã luôn. Như mình thấy thịt chuột nó ít hơn rau vậy. Rau nhiều hơn. Giờ anh tính bắt đầu đốt lò. Đốt cái lò nướng của mình lên là đang ngồi đây nướng mấy con chuột đó đó. Quá ngon luôn. Rồi giờ tới về đoạn dồn núm mèo vô con chuột. Thành ra mình xiên mình giữ cái bụng nó lại rồi cái mình móc nó lên nướng đó nha mọi người. Món ăn này cũng cầu kỳ dữ lắm ạ. Dầu đầy phải lấy cọng dừa mình gài nó lại. Mình gài cái bụng đó. Ok liền.
là mình nướng thôi các bạn ơi. Quá tay đỏ trời. Giờ bắt đầu thằng Thêm nó sẽ móc vô đặng mình máng vô trong cái lò. Đó. Rồi chuyện đụng vô cây đá phỏng nha. Còn chưa? Mình làm cái lò nướng này để mình có thể mốt mình làm mình nướng vịt rồi luôn nha mọi người. Này là nướng vịt, nướng gà luôn. Gà vịt gì mình nướng được hết. Tôi thấy rồi, tôi thấy thấy rồi. Dạ. Hổm coi. Giờ là tới công đoạn không thể thiếu, đó là nước chấm. Nước chấm siêu cay của mình. Nước siêu cay mọi người. Mình thích ăn tỏi nên mình làm nguyên củ tỏi luôn nha mọi người. Tỏi nhiều thơm. Đây, bịch ớt của mình đây, to đùng. Siêu cay mà. Ớt của mình quá trời ớt luôn. Làm phải một tô như vậy mới đủ tụi mình ăn. Ít ít với là chấm không đủ.
ăn là phải hít hà đồ vậy nó mới đã cái miệng. Giờ tới đầu là vô ớt. Vô ớt mười mấy trái. Mình vô 15 trái ớt nha mọi người. Như đây đủ rồi. Quá ngon rồi. Hy vọng là cái tô mình đâm xong nó vẫn còn. Ừ. Mình đâm xong rồi cái tô nó bể thành hai rồi. Chết tôi rồi ơi. Vuốt vài chục cái cây. Đặt ở đâu cắm cái cây dưới đó đủ để đi. Cũng gần vàng rồi. Cũng chút xíu nữa. Để nút cái đồng dừa đủ kiếm mà là gặp cái nó cũng chết. Cái đầu mình đậy lại khoảng này chắc cả nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa là ăn được rồi. Wow. Dẫn chưa? Ăn ngon luôn. Nước mắm siêu cay. Chờ chút xíu à, nước mắm làm người vô. Không thể thiếu chanh. Chua chua, mặn mặn, cay cay, thật quá đã đi. Chanh là chanh vườn mới hái nên cũng hơi bị ít nước nha mọi người.
cái chanh vườn mới hái nó bé quá mọi người. Cái này còn sót lại của mùa nắng hay sao? Nay nó còn non. Non nước ít. Đây. Cái chấm của mình nó kẹo kẹo như thế này. Mình chấm nó dính, nó cay, nó đậm đà. Rồi đây mọi người, giờ mình sẽ đợi chờ thịt chuột của mình chín nữa là hoàn tất xong. Đây, cái chấm của mình đây, quá ngon các bạn ơi. Giờ đâu là mình chuẩn bị mình ăn nha. Thì mình bắt đầu mình lấy rau rồi ra xếp rau hình vòng vòng cái hồi thịt mình để chính giữa. Cái mã điện thoại là gì thôi? Mã màn hình có không? Không nhớ. Rồi được rồi. Đây. Khóm nữa. Đầy đủ luôn ha, dưa leo, đậu sống, khóm luôn. Quá ngon luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mà mình cho em nó ra lò. Cùi ra mọi người ơi. Cái lò nướng của mình làm ở ngoài vườn bạn các bạn ơi. Đây không có đèn nữa. Mấy anh em mình làm hôm nay chưa lắp được cái đèn ở đây nữa. Bữa nay cái lò mới khai trương luôn, mới nướng mấy con chuột lần đầu tiên luôn. Wow, vàng đẹp quá. Vàng quánh luôn nha mọi người. Ôi, hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây. Ồ, quá vàng đẹp luôn. Hấp dẫn. Mình dở chuột mà mùi thơm nó nức mũi luôn mọi người. Quá thơm. Con chuột mình nó vàng đều luôn nha mọi người. Rồi nướng tỏ nhiệt lên. Than còn nhiều ghê chứ. Đó. Còn nóng dữ lắm các bạn. Wow. Quá đã luôn. Trời ơi. Nó ngon. Thấy ngay chảy nước miếng. Thấy là muốn ăn liền. Thấy cái rổ rau của mình nữa là thấy quá hấp dẫn này. Đây có con chim này, cái bằng con cu gì
cu đất hay gì không? Cu đất hả? Cu đất. Nước mũi. Đây, trời ơi đá quá các bạn ơi. Là chấm siêu cay của mình đây. Đó. Này là những gương mặt thân quen. Hello. Giờ lúc đầu là mình ăn thôi. Thôi các bạn ăn luôn nha. Xuống anh ơi. Chắc được mà. Đây. Này là mình được khẩu phần mỗi người một con nha mọi người. Một xíu đá. Múc nước mắm vào chén nào. Lý Hồng. Được lấy chén. Cho thêm. Hả? Đây. Đây. Xin mời. Mời mọi người nghe. Nguyên cái đùi luôn. Nguyên quá cái đùi. Đó. Chấm đi. Chấm của mình siêu cay. Thịt hơi bị dai mọi người. Để chút dừa mà. Để mình luôn nha. Chấm mà, chấm nó sâu nha. Trời ơi, anh để nguyên con vô cái chén luôn. Ngon lắm các bạn. Tuyệt vời. Trời ơi, ở cái cay. Wow. Mấy chấm này. Chết rồi, chết rồi. Cay lắm luôn. Cay mới ngon. Được cái đùi cay. Nguyên con luôn. Được rồi, cái đùi thôi. Lấy. Cay quá. Mình tiếp cái đùi nữa nha mọi người. Xin mời mọi người. Mời mọi người ăn cái ăn chuột với mình. Chuột, chuột đồng mà, chuột dương nữa. Còn như bằng. Rau đồng nối rồi nha. Đây, có bánh mì luôn. Được hai bánh mì. Tới cay luôn rồi. Được chấm này nè, mày cũng bắt. Đây mọi người, mình đến với một miếng chuột, mình gói lại với rau. Đó, mình chấm với cái nước chấm của mình nè. Nước chấm của mình nha mọi người. Chấm mình làm cay dữ, dữ dằn cay luôn. Giờ mình chịu hết nổi rồi. Mình cũng làm con mới được. Trưởng con cho. Con này có cọng dừa thì sao ăn đây. Đây. Rút ra giùm chứ. Để mình giúp cho anh Cam. Ê. Hồi nãy mình cố tình mình ghim vô để cho nó thẳng ra đó mọi người. Mà bây giờ mình rút ra nó hơi bị khó rồi mọi người. Hả? Này, mời anh Cam. Này. Wow, nguyên con to luôn. Này, múc nước chấm luôn đó, đúng rồi. Múc chấm cho anh Cam luôn. Nãy giờ không lo gì ta. Nãy giờ không ai lo cho mình ta. Mình học theo kiểu ăn TikTok. Giờ mình chấm vào. Rồi, mời mọi người nha. Đồng đồng. Cay dữ hay vậy. Sao chuyện mới quê rồi. Mình mới coi TikTok rồi học cái cách ăn của cái chị kia vậy nữa bạn. Thấy ngon quá. Nữa. Chuột này xương cũng được nhai luôn. Ngon. Nó cứng như cây. Răng yếu, răng đẹp mà yếu quá yếu. Cứng lắm.
Đây. Cây phải hít hà rồi nó mới đã. Đây nữa nè mọi người, mình thêm một cái nữa nè. À, mình giờ mình có miếng khóm nữa. Mình gói lại. Gào rồi vô. Chấm với nước chấm. Ra ngoài chợ này nó không bán dịch à. Đây mọi người. Mời mọi người nha. Dạ bữa. Bây giờ anh sắc nhỏ rồi vô chén là anh lùa hay gì đây? Tổng thật cẩm luôn nha mọi người. Thiếu bún mà. Giờ tới cái khúc mà nãy. Tới cái khúc mà ngon ngon hồi nãy mình dồn núm vô nè mọi người. Trong ruột có dồn núm là ăn ngon à. Ừ. Núm mèo. Quá ngon luôn. Cẩn thận nha, nãy có con dồn nguyên trái ớt vô trong đó. Ồ, núm mèo trong núm á. Núm nha các bạn. Đặc ruột luôn. Ngon lắm. Thôi vô cái mồm này nữa nha. Mồm thì cao quá. Anh Khánh mình ăn cay không quen. Chứ như mấy mình là cay về chưa đủ đô đâu. Trời ơi. Đây nha mọi người. Đây. Wow. Núm này là nãy núm mèo mình dồn vô trong cái ruột đó bạn mọi người. Mình cắt khoanh ra cái mình kẹp với rau. Wow. Mình lại thêm một miếng rau nữa. Ngon mà cay quá. Kẹp khóm vô cho nó bớt cay. Đây. Đây nha mọi người. Được không đâu? Thịt chuột của mình, khóm của mình. Cay của mình. Rau. Đó. Mình gói lại. Tranh thủ ăn cho bằng miệng thêm mà không kẹp. Không kẹp á. Đây. Thêm làm chơi khúc luôn mà, cắt khúc rồi nó ăn luôn. Nãy thì em tính dồn mỗi con tái ớt tao nữa. Ăn chắc le lưỡi. Chấm mẹ không muốn chết. Có 15 tái ớt chứ đâu nhiều. Ăn với hít hà. Có khóm nhiều khóm không? Nãy thơm thường rồi. Nãy nước chấm có sắc nữa, cái khóm bằm không đấy. Mình ăn miếng khóm nữa cả. Không mình xài nữa, để nguyên vậy. Nạo cái mũ nào có thể diễn. Cái gì? Nào là khóm. Có cùi lên nào. Cạo 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 những lúc. Con lấy cắt ra bằm lấy thịt lấy nha. Nãy quên đó chứ. Gà nước mũi luôn à. Anh Khánh vừa ăn vừa khóc. Em hút quá hại anh hai. Hại luôn. À, quay anh hai đông cả, anh hai đông ăn mà trời thối từng bụng một nhỏ vẫn ăn được ăn lớn ăn đồ vô ăn thối nguyên đi giảm vẫn hơn ăn mày hên không chết hên. Cái cài ăn miếng khóm vô cái nó dịu lại. Nước chấm quyền thổi mà. Ha, làm gì cũng nước mắm này không. À. Khóm vô. Con bữa mày mần á. Hả? Con bữa mày mần á. Ừ, thêm mặn cái ai?
Dịch đó mới là thức ăn tránh công á. Có 40-50 ngàn. Đùi. Mình lại đến cái con thứ hai nữa rồi mọi người. Mình ăn nhiều quá, anh Cam la quá rồi. Ngon xương luôn. Chấm đi, nước chấm coi ngon mà. Thôi, chả nước mắt rồi. Nước mắt hết mũi thì tâm này. Đổi qua. Đồ hậu quá. Tao hay điện rồi. Con này mở rồi. Ba trình đó, ba thấy được cái mặt. Thêm giờ tới con thứ ba hả? Con thứ ba. Như thêm. Để làm nữa con nữa nha. Nó nói hai con muốn nò. À, thử con này mở ngon. Nó muốn nò rồi giờ nó vô con nữa. Mở dữ lắm. Con nữa con thì... Còn anh Hậu tới con thứ tư. Mày ăn gì ăn gì ăn, ăn phụ giúp nè. Chê con mỡ, cái mỡ ngon chết. Mỡ béo mới ngon á. Mỡ vô ngược. Vậy đây mà chê. Rồi có tính có đi ra ngoài luôn à. Tính, anh tính anh nồi, anh vô hai chân cơm anh nồi. Mũ cho miếng nước chấm này, nước nước chứ cái trong chén còn nhiều lắm. Được rồi. Cài quá. Ngừng mỡ thịt nó mềm. Đúng rồi. Nó khô. Có mỡ đâu, chỉ khô. Thêm giờ tới giai đoạn là nhai rồi, hết nói chuyện được rồi. Quá đã, quá đã. Ừ. Mình lại đùi. Đùi thì mình phải đến với rau. Cho vô miếng khóm nữa. Được, mình ăn cũng gần hết rồi. Đó. Còn nghe nha mọi người. Rau khóm. Đó. Mình chấm với cái nước chấm siêu cay của mình. Đây. Ớt nha mọi người. Đấy, mời mọi người thêm một cái nữa. Mình ăn cái đầu. Vô cái đầu người nhai cho giòn gụm gụm cái. Rau vô. Đúng rồi, rau vô nữa. Nó đầu đâu bỏ xương đâu mà. Ừ. Đầu béo mà. Béo. Ngô nguyên luôn. Vô nguyên đái luôn mới ngon. Cầm cái rút cái cán ra, rút cái cho đã cái gai. Chín rồi, mềm ngọt lắm. Nguyên luôn. Thôi mọi người mình cắn từ từ thôi chứ mình cắn nguyên. Vậy là hết chuột nè. Vậy là thêm sợ sợ cay. Sợ cay. Đây sắp hết rồi các bạn. Đây, anh này là chuẩn bị xong một con nữa rồi. Tụi mình cũng chuẩn bị ăn gần xong rồi. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Chào mọi người.